khi mà nhìn vô con rồng này thì em thấy rất là mắc cười ạ. Em thấy nó giống con rắn hơn. Trong 12 con giáp, rồng là con vật duy nhất không có thật. Vì thế cười ra nước mắt là điều không thể tránh khỏi khi nhìn thấy muôn kiểu tạo hình với đủ loại màu sắc và biểu cảm của các linh vật rồng trước thêm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi gây bão mạng xã hội với hình dạng được nhận xét là tấu hài, phần đầu của hai linh vật rồng ở công viên Tao Đàn, quận 1 đã được đơn vị thi công che lại. Ngoại trừ phần mắt và miệng được dán giấy, hai linh vật rồng này được tạo hình hoàn toàn bằng cây xanh, thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều ý kiến cho rằng linh vật rồng này dễ thương, thân thiện, nhưng cũng có không ít người cảm thấy thất vọng vì nhìn chưa giống con rồng trong văn hóa phương Đông mà giống con sâu xanh hơn. Nghĩa là con rồng phương Đông thì mình nghĩ là cũng có rất nhiều tạo hình rồi. Trong tưởng tượng của mình thì rồng là một con vật khá là rất là quyền năng và sức mạnh rất là nhiều. Vì vậy nên là gọi là phải làm sao để phô diễn được cái sức mạnh đấy và cái sự ngầu. Sau khi nhìn con rồng đấy thì mình thấy nó giống con chó cảnh hơn là con rồng. Bởi vì theo mình nghĩ là cần nên có một chút gai góc, một chút trang trí nữa thì nó sẽ hợp lý hơn là tình trạng là cái hình như hiện tại. Cái thân hình thì chắc là cũng tạm, nhưng mà về cái đầu thì nó lại đem lại một sự thất vọng khá là nhiều, nên là mình sẽ chấm cho con rồng là 4 điểm trên 10. Khi mà nhìn vô con rồng thì em thấy rất là mắc cười ạ. Em thấy nó giống con rắn hơn. Con rồng này được làm bằng 100% là cây xanh, nên là việc chăm sóc cũng như là tạo hình nó thì sẽ khiến cho, thì nó sẽ không được giống 100% như là những con rồng thật. Người ta làm cũng nói chung là cũng rất là đầu tư, nhưng mà nếu như mà mình thêm một chút kỹ xảo mạp hơn một chút, với lại mình làm cho nó nhìn sắc sảo hơn một chút, thì em nghĩ là con rồng của mình sẽ đẹp hơn đó. Với lại mình sẽ tô điểm thêm cho thành phố này thêm đẹp hơn, và người dân đi qua cũng cảm thấy thích hơn đó. Theo ông Lê Công Sơn, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tổ chức hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn. Cặp linh vật rồng này được chế tác bằng cây xanh, còn gọi là cây ngừa, cao 6 m và dài 17 m. Linh vật rồng này được hội đồng nghệ thuật đánh giá và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh duyệt thiết kế. Sau đó đơn vị đặt nghệ nhân ở Bến Tre làm từ tháng 10 năm 2023. Ngày 22 tháng 1 năm 2024, cặp linh vật rồng được vận chuyển đến công viên Tao Đàn. Tuy nhiên, vì kích thước lớn nên quá trình vận chuyển gặp nhiều khó khăn và đang trong quá trình hoàn thiện. Em mong rằng mọi người ở đây có thể cải tạo lại nó, cũng như là làm cho nó trở nên tinh xảo hơn, trở nên đẹp mắt hơn, để khiến cho thành phố mình trở nên xinh đẹp. Cũng theo đơn vị thi công, vì rồng là con vật không có thật nên mỗi nơi chế tác một kiểu và tạo hình phức tạp hơn so với những con vật có thật như gà, trâu, chuột. Dự kiến, hai linh vật rồng này sẽ được hoàn tất vào ngày 5 tháng 2 tới để phục vụ Hội Hoa Xuân Giáp Thìn, tổ chức từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 6 Tết Giáp Thìn.